Vác, em là Tuấn Bắc Cạn. Hôm nay em tiếp tục về thêm một loại kiếm mới. Giới thiệu bác, đây là kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng. Cây này có nguồn gốc xuất xứ từ Hải Phòng. Nó là một dòng kiếm liên lô hội. Đây. Thân nó khá là to. Nếu mà nuôi được là cây được 20-40 phân. Đấy. Cây vàng cánh bầu này thực ra có nhiều kiểu trồng, nhưng mà kiểu trồng dễ nhất là sử dụng bột dừa nén chặt có tác dụng gì? Nén chặt như này thì sẽ có tác dụng là cái lượng nước nó sẽ hút vào bột dừa nó ít hơn, thì cây nó sẽ ăn dần dần từ trên ăn xuống, thì lúc bột dừa nó mục thì nó thành cái sơ này. Đấy. Thì cây cũng đã phát triển rất là tốt rồi, và có thể như này là trồng được khoảng 3 tháng là dễ đã ấm ngon rồi. Có thể nói là đầu tiên nó hơi thừa nước các bạn, nhưng mà một thời gian sau nó sẽ cắm được xuyên xuống dưới này, thì chậu nó to lên. Đấy. Vàng cánh bầu em bán là 300.000 một thân, 300 một thân. Còn một mẹ một con như này là 400 các bạn. Một mẹ một con như này là 400. Còn một thân như này là 300 này. Đấy. Em tách thân luôn. Có những cái chậu này là hai thân này là em bán 500. Đấy, có một cái chậu 500 này. Còn đây là 3 thân một mầm, nhưng mà tính 3 thân là 900. Đấy, như một chậu như này là 900 các bạn. Đấy, các bác về chỉ việc chăm thôi. Chăm xong đến khi nào đầy cái chậu này thì mình mới thay. Nó muốn đầu đầy cái chậu này thì sẽ mất thời gian từ giờ đến cuối năm. Về đợt này nếu mà em về em dưỡng cây, em sẽ bón phân tan chậm vào, với cả phân cá vào. Phân cá Úc vào thì nó sẽ có vừa có cái phân vô cơ vừa có phân hữu cơ. Giúp cho những cái vi sinh vật nó phát triển, thì nó làm cho rễ cây nó hút được nhiều dinh dưỡng hơn. Đây là mặt hoa của vàng cánh bầu. Vàng cánh bầu có nghĩa là nó màu vàng và cánh nó bầu. Tuy nhiên nó không phải vàng tuyền đâu, nó vàng theo kiểu nhạt nhạt này. Đấy, cánh nó bầu bầu này. Đấy. Đây là kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng. Một cây lô hội có lâu đời nhất và giá cả nó cũng rẻ nhất. Rẻ nhất là vì nó có lâu đời nhất, cho nên nó rẻ được nhiều. Còn đây là tuyết ngọc. Tuyết ngọc thì 600 một thân các bạn. Đây. Kiếm trắng tuyết ngọc thì 600 một thân. Đây có cái thân này là mẹ con này, em bán 600. Ui dồi. Cái này em mới cắm vào thôi. Đây, cái này 600 này, mẹ con này. Đấy. Trắng tuyết ngọc thì nó lại trắng hơn vàng cánh bầu. Nó trắng hơn vàng cánh bầu và nó bầu hơn cả vàng cánh bầu. Đây cây tuyết ngọc thì nó trắng hơn, trắng ngọc hơn. Thì người ta gọi là tuyết ngọc thôi. Đấy. Đấy, so cây tuyết ngọc với cây vàng cánh bầu thì cây tuyết ngọc nó trắng hơn. Đấy, xét về độ trắng nó trắng hơn đấy. Chính vì vậy mà giá nó cao hơn. Cái này là 600 một thân. Đấy. Có mấy thân này các bạn? Còn cái này 600 này. Còn bên này là các loại kiếm số 1 và số 3 của Thái. Đây là kiếm số 3 của Thái này. Đấy, cây rễ đang phát triển rất là xanh. Em bán là 300 một chậu. Đây là số 3. Đây, những cây trồng như này phát triển rất là đẹp đúng không? Nhìn này. Đấy, số 3 của Thái. Còn đây là số 1 của Thái. Số 1 thì cây nó có phần bé hơn. Lá nó ngắn hơn. Đây. Là 300. Đây là những cái giống em trồng thuần tại nhà từ năm ngoái đến tận năm nay. Đây, cây số 1 này, lá nó hẹp hơn này. Đấy, một chậu như này 300. Còn các loại hàng rau hạt thì trong nhà em vẫn có đầy đủ hết nhá. Đây là kiếm phan chí na láng này. Chí láng này là 100 một gốc. Còn cây xanh Huế. Xanh Huế bên này. Xanh Huế đây này em bán là 8.000 cốc, cũng nhỏ nhỏ thôi. Đấy. Còn vàng Quảng Bình. Quảng Bình em cũng bán là 80.000 một cốc. Đấy. Đây là tất cả những cái dòng rau hạt của Việt Nam được lấy quả ở Việt Nam và gieo tại Việt Nam và ra chai cũng ở Việt Nam. Chính vì vậy là nhìn nó xấu xấu, nó không như bên Thái. Bên Thái họ không sử dụng bột dừa này. Mà không sử dụng cốc này, bên Thái họ sử dụng những cái cùi dừa cơ. Họ có một cái máy ép cho cái quả dừa này trở thành ép, không phải ép lát mà ép theo kiểu gì các bạn. Cái máy đấy em lên mạng em được nhìn thấy rồi. Xong bắt đầu là những cái mảnh dừa như này họ kẹp vào cái kiếm này. Đây. Bên Thái thì họ sẽ dùng những cái cùi dừa này. Họ sẽ kẹp vào cái thân kiếm này. Sau đó là họ có một cái cốc đen đen bé bé này. Họ cho vào. Thì bên Việt Nam mình thì chưa có thói quen làm như vậy. Nên là nó có sự khác nhau. Đấy, bên Thái đặc biệt là như này. Nhưng một cây da da này em bán là 70.000.
bên Thái họ trồng rất là đơn giản, họ sử dụng thêm cả phân bón lá để cây nó phát triển tốt hơn, bởi vì giá thể họ chỉ có cùi dừa thôi. Cùi dừa họ nghiền, họ kiểu như là cho máy họ ép để nó nhanh mục thì đây dễ nó mới chui được vào này. Ra ra này là em bán là 70, còn các loại kiếm này là xanh Huế với Quảng Bình là 80, còn Phan Chí thì nó đắt hơn 100. Bên này là kiếm trắng Yên Bái, kiếm trắng Yên Bái thì 80.000 một cốc. Đấy, trắng Yên Bái 80.000 một cốc. Còn loại là hàng to này thì là 150 một cốc. Bên này là cát mili đang nụ. Cát mili nụ này em bán là 120 một chậu. Còn xích ngọc trắng này, một khóm bên này em bán là 300 này. Đấy, một khóm kiếm xích ngọc trắng này là 300. Đấy, xích ngọc hoa trắng. Bên này là trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ này em bán là 200 một chậu. 200 một chậu trầm rồng đỏ. Đây. Còn đây là cát đại, cát đại của Thái này là 100 một chậu. Cát đại của Thái hoa to lắm. Đây. Bây giờ mầm bắt đầu mọc rồi. Thực ra nếu mà các bác cầm về các bác tách ra làm hai nhánh một ấy, thì nó còn đẻ nhanh hơn. Nhưng mà em muốn bán cả chậu, các bác về các bác tách sau nhé. Còn hoàng kim bảo này thì em bán là 200 một chậu. Chậu nó được hai vòi hoa. Cái lụ này. Lụ dài phân cần đẹp lắm. Còn kiếm đài. Kiếm đài em bán là 250 một chậu. Đây, kiếm đài. 250 một chậu kiếm đài như này. Đấy, cây này nuôi 1 năm nữa là có hoa. Các bác cho ăn nắng nhiều vào, những cây lan kiếm này họ nó rất cần ánh nắng để tổng hợp ra những chất canxi. Đây là các loại kiếm Thái khác. Khu này là khu em kỳ. Số lượng kỳ của em thì nó cũng ít thôi. Ở vườn chính của em mới có nhiều kỳ. Vườn này là những cây phụ thôi. Còn đây là cây họng hồng. Họng hồng 150. Còn cây họng hồng hàng giống này thì 70.000. Cây họng hồng giống này đang để mầm rồi. Bên ngoài này là vẫn là hoàng kim bảo. Còn đây là những cái chậu đen rô màu. Giá rẻ thôi các bạn, có 40.000 một chậu thôi. Mùa này nó bắt đầu đẻ con. Hầu hết nó đẻ con này, em chọn những cây đẻ con cho các bác về gửi các bác. Đây. Con nó bắt đầu đẻ rất nhanh. Đẻ rất nhanh, lớn lên nó lại có hoa, nó hoa quanh năm các bác. Còn địa lan Trần Mộng thì vẫn 100 một cân. Bụi nó từ 2 cân 3 cân. Đây số 1 với số 3 đây. Đây kiếm số 1 300 này. Kiếm số 3 300. Đây là trồn trắng 100. Đây là vũ lữ này là 70.000. Còn cái bảng semi này là 500. Còn semi này thì đắt. Các loại vật tư trong nhà em thì có bếp đồng tưới lan này. Bếp đồng tưới lan này thì em bán là 13.000 một cái này. Lưới Nhật bãi này là 180 một tấm này. Trụ dớn em bán là 15.000 một cái. Còn đây là móc inox. Móc inox này là 9.000. Móc kẽm to này. Đây là kẽm to này là 4.000. Còn móc kẽm nhỏ này thì là 2.000. Que cắm hồ điệp là 60.000 một cân. Còn đây là phân trắng Nhật. Phân trắng Nhật em bán là 280 một cân. Một túi này là 5 lạng 140. Còn đây là phân chì. Đấy, phân chì này 120 một cân. Đây phân cá Úc em vừa về đem chục bao này. Phân cá Úc 35.000 một cân. Các đồ ngâm rượu em vẫn có mật ong khoái này. Mật ong khoái 350 một lít này. Chuối hột rừng. Chuối rừng loại nguyên quả là 100. Còn loại này 50. Còn ngọc cẩu này là em bán 200 một cân. Quả sim khô này là 150 một cân. Các loại vật tư phân thuốc thì vẫn
phục vụ các bác đầy đủ như là bọn N3M 15.000 này. Kiwi xanh là 45.000. Đây phân cá ốc nó dạng như là dạng phân chùn chùn quế này. Đây phân cá ốc ấy. Để móc. Còn phân dê này là 2.000 một túi này. Phân này là 20 phân, còn loại 30 phân là 3.000. Còn hàng cân này là 15.000 một cân. Đấy các loại vỏ thông. Phân cá ốc này là món rất tốt này, đây là phân hữu cơ. Còn mấy cái loại này là phân vô cơ. Đây phân hữu cơ này thì đặc biệt là giúp cho những cái vi sinh vật nó phát triển nhanh. Vi sinh vật có ích nó sẽ vào đây. Nó hạt như là hạt chùn quế các bác. Các bác thấy nhiều chậu lan là các nhà vườn họ hay bón là bón loại này đấy. Nó tan cũng rất là chậm bởi vì nó ép viên ép chặt mà. Rồi gọi các bác.